Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài tập 7 là đối với con LCD. Bài đầu tiên là con đồ, đầu tiên là nó sẽ lập trình viên, sau đó tới là khai báo thư viện có hình các chân, rồi là hiển thị họ tên và hiển thị thời gian như theo yêu cầu của đề bài. Sau đó là trong các hiển thị thời gian thì sẽ có dòng lập hiển thị giây, và dòng lập hiển thị phút, rồi dòng lập hiển thị giờ. Thì giây thì nó sẽ có dòng lập hiển thị từ 0 đến 60 phút, lúc đó cái dòng lập hiển phút là từ 0 đến 60, là tới giờ từ 0 đến 24, thì sau đó nó sẽ quay trở về chỗ mà hiển thị học tên của thời gian tiếp tục nữa. Và có một chương trình là tiếp đến một phần đây sao này, phần mặt nguyên lý. Đây là sử dụng con BC16F87 thì mình sử dụng LCD 16x2. Sau đó mình sẽ nói các chân của con vi xử lý đối với con LCD này. Mình cũng một dao động cho hình ảnh mình chọn 20 MHz. Con vi xử lý này cũng là 20 MHz. Rồi sau đó là mình sẽ viết chương trình để cho hiển thị nội dung trên con LCD này. Đây là chương trình của mình. Đầu tiên mình sẽ khai báo sử dụng con vi xử lý 16F857, sử dụng dao động thạch anh, sử dụng hàm delay xung lốc 20 MHz. Và đây là các mình khai báo các chân của con LCD nói với các chân của con vi xử lý. Rồi này, cái dòng này quan trọng là cái dòng này là khai báo sử dụng thư viện của LCD. Nếu mình khai báo cái này là cái dòng lập là cái hiển thị hiển thị thời gian cũng như giờ phút giây, thì đầu tiên mình sử dụng hai cái trip ở đây là hai cái bọc, là bọc D và bọc E. Đây là cái phần quan trọng là dành cho mình phải khai báo là LCD init. Là sau đó là mình sử dụng mình sử dụng hàm LCD vexi để hiển thị nội dung trên LCD. Là nếu mà không nói gì thì nó sẽ là vị trí đầu tiên, mình sẽ hiện chữ hiển vi, sẽ hiển thị hiển vi. Sau đó cái dòng mà mình sử dụng dòng lệnh là LCD go to SE 12, có nghĩa là mình sẽ di chuyển vị trí con trỏ xuống vị trí x=1, y=2 để hiển thị cái câu lệnh tiếp theo, chính là dòng lệnh là thay câu lệnh là con nội dung là time, tiếp đến là hai dấu hai chấm ở x=8, y=2, tiếp là dấu hai chấm giữa giờ 11 và 2, là để ngăn cách hay giờ phút và phút thì giây. Thì đây là cái dòng lệnh để mình sử dụng cho việc dòng lập của thời gian, đầu tiên là giờ và từ 0 tới 24 ở vị trí 62. Và sau đó là đây là mình sẽ sử dụng là nó ở vị trí 62. Và sau đó mình sẽ in ra cái câu lệnh ở đây là giờ, in ra cái nội dung là giờ. Sau đó là sử dụng hàm thạch, sử dụng câu lệnh delay 10 mili giây, và sau đó là phút cũng dưới 60. Vậy vị trí 92 x=9 y=2 là sau chữ time, sau chữ giờ luôn là phút. Rồi sau đó là tới giây cũng tương tự, là tới 60 ở những 12 x=2 y=2 là sau chữ time, sau giờ, sau phút, là thứ 12 là hiển thị giây. Là chỉ là đơn giản như vậy thôi. Sau đó mình sẽ mô phỏng cho mình xem. Sẽ hiển thị giờ phút giây như mình vừa nói. Tiếng Anh sẽ hiển thị tên mình là Nguyễn Thế Vi, giống như mình đặt ra giờ đây là giờ phút giây 16:60. Nó sẽ chạy giờ phút giây. Các bạn xem ạ.